Donalu đang ở cùng bố mẹ bạn ấy. Hãy xem họ đang làm gì. Bố đây rồi. Con yêu. Bố ơi, ngày mai bố có đi nhặt lá với con không? Con muốn tìm một số lá sao? Vâng, cô Olivia nói với chúng con rằng cuối tuần này cần thực hiện một hoạt động với phụ huynh của mình. Nên con đã nghĩ, và sau đó con nói chúng ta sẽ thực hiện một dự án nghệ thuật. Chúng ta có thể lấy một số lá và cùng nhau ghép ảnh, được chứ? Bố rất muốn, nhưng ngày mai bố phải đến thăm chú của con. Chú ấy muốn chụp ảnh khu vườn. Có lẽ mẹ con có thể giúp con. Bây giờ con sẽ đi hỏi mẹ. Lunalu, con đang hỏi gì vậy? Con cần mẹ giúp. Con phải thực hiện một hoạt động với phụ huynh. Mẹ giúp con ghép ảnh vào ngày mai được không? Chắc chắn rồi. Nhưng trước hết, mẹ phải hoàn thành công việc dọn dẹp đã. Nhưng chờ mẹ dọn dẹp xong lâu lắm mà. Con yêu, đừng lo lắng. Mẹ sẽ làm xong nhanh rồi giúp con nhé. Nghe có vẻ tuyệt vời. Còn thế này thì sao? Nếu ngày mai bố quay lại sớm thì bố cũng sẽ giúp con, Luna. Dạ, hay quá, cảm ơn bố. Bố! Này, có chuyện gì vậy? Bố, nhớ về sớm nha. Bố sẽ cố. Anh nhớ cẩn thận nhé. Bố đi đây. Hẹn gặp lại. Tạm biệt bố. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta có thể lấy lá được không? Mẹ vẫn chưa hoàn thành công việc, chỉ cần đợi một lúc thôi. Dạ. Có quá nhiều việc nhà có thể khiến mẹ mất cả ngày. Này, mình sẽ giúp mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con có thể giúp mẹ không? Nghe có vẻ tuyệt vời. Con mang khăn tắm ra ngoài cho mẹ được không? Vâng ạ. Cẩn thận nha con, nhiều lắm đấy. Mình biết rồi. Con đang đến đây. Gần tới rồi ạ. Con đã làm được. Tại sao con lại cuốn khăn tắm vậy? Bởi vì có quá nhiều nên con đã mặc chúng ở đây. Con quả là một cô gái thông minh. Cảm ơn mẹ. Con mệt quá. Khi nào chúng ta sẽ giặt xong? Có quá nhiều quần áo để mẹ giặt. Vâng, được rồi, con sẽ giặt cho mẹ. Vậy sẽ nhanh hơn. Lunalu, giặt khăn như vậy nè. Làm thôi nào. Mẹ ơi, chúng ta cùng đi nhặt lá nha. Chờ đã, mẹ phải treo những thứ này lên. Nóng quá. Mẹ làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành công việc. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sẽ giúp mẹ việc này. Con sẽ treo cái này lên. Con sẽ treo nó lên. Mẹ ơi, con phơi nó lên rồi. Con không đủ cao. Con có ý này. Lunalu, chỉ một chút nữa thôi. Lunalu, con có thể bị thương đấy. Chỉ là con không cao đến vậy. Con yêu, thay vào đó mẹ sẽ nâng con lên thì sao? Được hả? Gần hơn một chút. Quăng nó lên đi con yêu. Chúng ta làm được rồi. Tuyệt. Bây giờ chúng ta hãy tìm những chiếc lá để ghép ảnh. Đợi một chút. Con hơi đói. Tội nghiệp. Chúng ta ăn trưa nhé. Sau đó chúng ta sẽ tìm lá sau. Tuyệt. Được rồi, con sẽ giúp mẹ dọn bàn. Nghe hay đấy.
Có đồ ăn rồi. Mùi thơm quá. Lunalu, con đang làm gì ở đó vậy? Đoán xem ạ. Con nhìn thấy một con chim, nó bay đi rồi. Chắc con chim cũng đi ăn trưa đó. Nhìn bong bóng nè mẹ, có rất nhiều. Con bắt một cái đi. Con làm rồi. Nó bể rồi. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ bắt tay vào dự án của con. Vâng. Cuối cùng cũng đến lúc. Đi nào, đi thôi mẹ. Trời mưa rồi. Con sẽ lấy chiếc ô. Ôi không, cái chăn. Con yêu, mẹ đi lấy chăn bông nhé. Mẹ. Mẹ ơi, con ở đây. Đừng để bị ướt. Cảm ơn con, Luna. Mưa to quá. Mau làm xong nào. Nó nặng. Không sao đâu, có con đây rồi. Được rồi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ rất vui vì con đã đến đây để giúp đỡ. Con cũng vậy mẹ ơi. Đây, giúp mẹ mang những thứ này. Con giữ cái ô và mẹ sẽ giữ cái này. Vâng ạ. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta vào trong được không? Đưa về nhà nhé. Người chiến thắng nhận được trái cây. Được, con sẽ thắng. Sẵn sàng, bắt đầu. Mẹ chạy nhanh quá vậy. Cố lên. Con đã vượt qua mẹ. Mẹ sẽ bắt kịp con. Lau cho khô nào. Bằng cách đó con sẽ không bị cảm lạnh. Mẹ nhìn xem. Chúng ta đã đưa tất cả chăn mền vào nơi an toàn. Chúng ta là nhất. Cảm ơn con. Mẹ đã làm được rất nhiều việc vì con đã giúp mẹ. Thật là vui. Nào, hãy gấp chăn lại nhé. Vâng, con sẽ lấy cái này. Bố về rồi đây. Bố. Bố quay trở lại rồi. Này Luna. Bố ơi, có phải bố đi dưới mưa không? Có, nhưng bố có mang theo ô. Bố, nhìn này. Mẹ và con đã giặt chăn bông. Tuyệt. Phải đó, Lunalu đã giúp em tất cả công việc ngày hôm nay. Giặt khăn, lau bàn, bát dĩa, mang chăn vào gấp. Con lớn nhanh quá Lunalu. Hôm nay con đã giúp đỡ rất nhiều. Bố. Lunalu, mẹ vừa nhớ ra rằng chúng ta đã không nhặt được lá. Mẹ xin lỗi. Đúng rồi. Không có ảnh ghép. Con không thể hoàn thành bài tập. Không đâu. Bài tập về nhà là làm điều gì đó với bố mẹ. Con đã giúp mẹ làm việc nhà. Thay vì ghép ảnh, tại sao con không vẽ một bức tranh? Thế nào? Vâng. Con thích nó. Ý kiến thật hay. Con sẽ làm một cuốn sách tranh cho lớp học. Bố ơi, bố giúp con việc này được không? Nghe hay đấy. Tuyệt. Đừng chạy, từ từ thôi con. Đối với dự án của mình, đây là một cuốn sách tranh về một ngày với mẹ mình. Tuyệt ghê. Chúng mình phơi chăn lên cho khô. Mình dọn bàn cho bữa trưa. Và sau đó chúng mình ăn trưa. Lunalu, thật tuyệt vời. Cảm ơn. Sau đó trời mưa, chúng mình mang chăn vào trong. Cuối cùng mẹ và mình cũng gấp đồ giặt. Và sau đó là hoạt động của chúng mình. Và đó là dự án của mình. Thật tuyệt vời khi con có thể giúp đỡ việc nhà. Cô chắc chắn mẹ con đã rất hạnh phúc. Chẳng phải tất cả các con đều nghĩ vậy sao? Vâng, con làm tốt lắm Lunalu. Tuyệt vời. Chào các bạn. Bố mẹ chúng ta làm việc rất chăm chỉ. Thỉnh thoảng hãy giúp đỡ họ. Họ sẽ rất thích. Ngoài ra gia đình còn có thời gian ở bên nhau. Tạm biệt. Thông, lần này các bé sẽ học gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Giờ thì
Gấp bốn cạnh vào trong. Sau đó lật lại. Nhớ quấn giấy chống thấm quanh đáy thuyền nhé. Nó khó quá đi. Nếu không giấy sẽ bị ướt. Cô Olivia, cô có thể chỉ cho chúng con lần nữa được không? Cô ơi, con vẫn không biết làm thế nào. Được rồi, cô sẽ gấp một chiếc thuyền và làm từng bước một. Tới gần đây đi. Vâng. Gấp tờ giấy làm đôi, dọc theo đường giữa. Tiếp theo, gấp lần lượt góc trái và góc phải hai lần. Và gấp góc dưới, dọc theo đường trung tâm. Lặp lại ở phía bên kia. Sau đó, lật nó lại. Và xong. Nó được làm thế nào nhỉ? Cô Olivia, con không hiểu bước cuối cùng. Đừng lo, cô sẽ làm lại. Bramble, hãy nhìn kỹ nhé. Ồ, con hiểu rồi. Lấy cái này để tham khảo đi. Cảm ơn cô Olivia. Các con đã hiểu chưa? Rồi ạ. Cô Olivia, bây giờ chúng con có thể bắt đầu không? Vâng, con không thể đợi được. Được rồi, vậy các con về chỗ làm đi. Có lẽ mình có thể làm được. Sau đó, bước tiếp theo là gì? À, mình biết rồi. Như thế này. Không, không, không. Tuyết, xong rồi. Lulu nhanh quá. Anh cũng gần xong rồi. Làm tốt lắm. Bây giờ con có thể thêm giấy chống thấm vào phía dưới. Đừng quên trang trí thuyền nha. Được rồi. Cô Tuyết, mình đã hoàn thành. Rambo, làm tốt lắm. Nó thật sự dễ như ăn bánh vậy. Rambo, con xong chưa? Cô Olivia, cô xem nè. Nó được đấy. Bây giờ con có thể bắt đầu chống thấm phía dưới. Các con, lớp học kết thúc. Chúng ta hãy thử ra bờ sông và thử thả thuyền sau giờ học nhé. Vâng. Raya, thuyền của cậu trông ngầu quá. Cậu có thể làm cho tớ không? Xin lỗi Babu, tớ cần phải xử lý phần chống nước và trang trí của tớ. Tớ không có thời gian. Luna Lu, thuyền của cậu đẹp quá. Cậu có thể làm một cái cho tớ được không? Được, nhưng tớ cần phải hoàn thành việc chống thấm và trang trí của mình trước đã. Rồi tớ làm cho cậu sau. Xong rồi. Tớ cũng xong rồi. Đi thử nào. Luna Lu, cậu giúp tớ làm thuyền được không? Đợi tí, tớ sẽ quay lại. Tuyệt, thuyền của tớ sắp ra khơi. Thật là tuyệt, tớ thích nó. Tớ sẽ thử nó, hy vọng là ổn. Nó chìm rồi. Cuối cùng tớ cũng xong. Babu. Babu, có chuyện gì vậy? À, tớ... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rambo, thật sự tớ vẫn chưa biết cách gấp thuyền. Những người khác có thể, nhưng tớ thì không. Đó là lý do tại sao cậu buồn. Có lẽ tớ quá ngốc rồi. Không, Babu, không phải vậy. Cậu siêu thông minh đó. Ồ, tớ biết rồi. Để tớ gấp một cái cho cậu nha. Thật sao? Ở đó. Xong hết rồi đây. Thật tuyệt vời. Cảm ơn Rambo.
có gì sai với nó sao? Có vấn đề gì với việc chống thấm chăng? Nó ướt hết rồi. Hãy đi hỏi cô Olivia xem. Rambo, đây là bước đầu tiên. Sau đó dán nó lại cẩn thận. Lặp lại ở phía bên kia. Kéo dán ở đây và ở đây. Cuối cùng dán giấy chống thấm lên thuyền để nó không bị ướt. Bây giờ nó đã sẵn sàng rồi. Con hiểu rồi. Cảm ơn cô Olivia. Không có gì. Babu, con có câu hỏi nào muốn hỏi không? Babu, nhờ cô ấy dạy lại cho cậu đi. Cậu thấy không? Với sự giúp đỡ của cô Olivia, giờ tớ có thể làm tốt hơn. Babu, cho cô biết con đang gặp vấn đề gì đi. Đừng sợ, tiếp tục đi. Nói với cô ấy đi. Cô Olivia, con vẫn chưa biết cách gấp thuyền. Babu, sao con không đến hỏi cô? Tại vì cô đã giải thích rất nhiều lần rồi. Và tất cả mọi người đều học được cách, trừ con. Nếu con tiếp tục hỏi, người khác sẽ nghĩ con ngu ngốc. Tớ hứa không phải vậy. Nếu không hiểu thì cứ hỏi, đừng xấu hổ. Đúng không cô Olivia? Babu, những người đặt câu hỏi sẽ ít mắc lỗi hơn và học được nhiều hơn những người khác. Con luôn được khuyến khích để đặt câu hỏi. Đó là cách để chúng ta học. Lần sau có bất cứ câu hỏi nào cứ hỏi cô, được chứ? Con cảm ơn. Không có gì. Các con ơi, hãy đếm cùng cô nhé. Khi chúng ta đếm đến ba, hãy lấy thuyền của các con ra, được chứ? Một, hai, ba. Luna Lu, đó là thuyền bồn của tớ. Wow, nó trông tuyệt quá. Anh trai à, tuyệt quá. Chiếc thuyền sang trọng đó là của tớ. Nó chỉ phục vụ công chúa Thanh Lịch. Wow, nó đẹp thật. Cảm ơn. Xem cái này của tớ này. Xin chào. Cậu ấy là hành khách đầu tiên đi thuyền của tớ đó. Thật à? Tớ thích chiếc thuyền của cậu, Rambo. Tớ tiếp theo. Babu, con đã làm thuyền nào vậy? Con làm một chiếc thuyền rồng. Thuyền rồng? À, tớ biết. Nó đi khá nhanh. Tại sao không có một cuộc đua nhỉ? Cùng xem thuyền của ai đi nhanh nhất. Sẵn sàng chưa? Thôi. Đi nào, nhanh hơn, nhanh hơn. Tuyệt, cô ta đến trước. Babu, thuyền của cậu đi nhanh quá. Tớ nói rồi mà, đừng ngại đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi cậu sẽ tiến bộ nhiều. Cảm ơn mọi người. Các con làm rất tốt. Mỗi chiếc thuyền rất đặc biệt và đầy sáng tạo. Ngày hôm sau. Được rồi cả lớp. Sau đó chúng ta đến bước cuối cùng. Gấp nó như thế này. Dạ được. Xong rồi. Hoàng tử Tiki, cậu là người giỏi nhất. Cô Olivia, con cũng xong rồi. Con cũng vậy. Cô Olivia, Rambo có một câu hỏi. Không, đâu có. Cô Olivia đã nói có gì không hiểu thì cứ hỏi mà. Đừng cảm thấy xấu hổ. Bà Bù nói đúng. Đừng ngại đặt câu hỏi. Không, con đâu có câu hỏi nào. Tớ thấy cậu giơ tay mà. Đầu tớ cảm thấy hơi bị ngứa. Tớ chỉ muốn gãi thôi mà. Chào các bạn. Bất cứ khi nào có thắc mắc không hiểu, đừng ngại hỏi nha. Hãy dũng cảm đi hỏi thầy cô và bố mẹ của cậu nhé. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể học được nhiều điều hơn nữa. Tạm biệt.